Thưa quý vị, mùa Phật đản năm nay lại một lần nữa diễn ra giữa thời điểm đại dịch Covid-19 vẫn còn phức tạp trên khắp thế giới, với số ca nhiễm lên đến hàng triệu người, gây ra cái chết cho hàng trăm ngàn người. Vậy là năm thứ hai dịch Covid-19 bùng phát mạnh trên cả nước đúng dịp lễ Phật đản, khiến các hoạt động mừng Phật đản phải dừng lại. Trong tinh thần chống dịch như chống giặc, đồng bào theo đạo Phật hướng về ngày đản sinh của Đức Phật với niềm hoan hỷ và những việc làm thiết thực vì chúng sinh, vì cộng đồng và chung tay phòng chống dịch bệnh. Mùa Phật đản tháng 4 âm lịch năm nay, nhà hàng chay này đón mừng Phật đản bằng việc tôn trí lễ đài Phật đản cho mọi người chiêm bái, thực hiện nghi thức tắm Phật. Do các lễ tắm Phật, hoạt động đông người ở các chùa đã ngừng tổ chức. Nhà hàng còn phát tặng cơm chay miễn phí cho người nghèo trong suốt dịp Phật đản. Cái cảm giác này cũng như là cả hội ở bên của em rất là vui, rất là hoan hỷ. Tại vì mình đã chia sẻ được nhiều cái mảnh đời khó khăn. Đồng bào Phật giáo tại thành phố Hồ Chí Minh hướng tâm mừng ngày đản sinh của Đức Phật bằng những cách thức phù hợp như lễ tắm Phật tại nhà, tắm Phật online, dự lễ trực tuyến. Đặc biệt là các hoạt động từ thiện, phóng sinh, giúp đỡ người nghèo được nhiều nhóm Phật tử thực hiện trong dịp này. Mình là một Phật tử thì luôn làm những cái điều tốt cho mùa Phật đản, những cái chương trình mà có ý nghĩa cho xã hội, giúp đỡ người dân hoặc là hướng mọi người hướng thiện. Những người mà nhận được cái phần quà này thì rõ ràng là người ta thiếu thốn. Thì cái đó là một cái lòng hảo tâm, nó xuất phát từ cái tâm. Nét đẹp của mùa Phật đản vẫn lung linh, lan tỏa khắp nơi, từ những việc làm thiết thực vì cộng đồng của đồng bào theo đạo Phật, tới những hoạt động đón mừng đại lễ theo cách thức phù hợp với đại dịch toàn cầu. Năm nay, bảy đóa hoa sen khổng lồ vẫn bừng sáng trên kênh Như Lộc Thị Nghè. Nhiều ngôi chùa tọa lạc bên dòng kênh cũng trang trí hoa đăng, đèn hoa sen, đem đến cảm giác ấm áp, an vui trong mùa Phật đản, dù không tổ chức lễ hội thả hoa đăng như những năm trước. Năm nay do cái dịch bệnh vậy cho nên là không có tổ chức các cái lễ tập trung được. Có người thì người ta thiết trí những cái lễ đài nhỏ ở tại tư gia, rồi người ta làm lễ tắm Phật, rồi kỷ niệm Đức Phật ở tại tư gia người ta. Và mọi người cũng rất là thành kính đối với ngày Phật đản. Năm thứ hai liên tiếp không thể đón mừng đại lễ Phật đản tưng bừng rộn ràng bởi ảnh hưởng từ dịch Covid-19. Đồng bào Phật giáo tại thành phố Hồ Chí Minh vẫn hướng lòng mình về lễ Phật đản Phật lịch 2565, dương lịch 2021 trong niềm hoan hỷ của những người con Phật, trong sự đùm bọc, sẻ chia của nghĩa tình đồng bào giữa cơn hoạn nạn.